Quý vị thân mến, nhắc đến Quỷ Cốc Tử là nhắc đến bậc kỳ tài trong những kỳ tài, cao nhân trong những cao nhân. Hơn 2.000 năm nay, các binh pháp gia đều tôn Quỷ Cốc Tử là thánh nhân, Tung Hoành gia tôn ông là thủy tổ, người xem mệnh bói toán tôn ông là tổ sư gia, đạo giáo tôn ông là vương thiền lão tổ. Ngay cả đệ tử của ông cũng được xếp vào hàng những nhân vật kiệt xuất trong thiên hạ, từ đức độ cho đến tài năng đều xuất chúng muôn phần. Tương truyền, Quỷ Cốc Tử có 5 cách nhìn người, được gói gọn trong 5 câu nhưng lại vô cùng chuẩn xác và ý nghĩa. Tài nhìn người thần thánh của Quỷ Cốc Tử, soi 5 điểm này biết ngay kẻ bỏ đi. Vào thời Chiến Quốc, ngọn núi có tên Quỷ Cốc Thanh Khê chính là nơi ẩn cư của một lão nhân được tôn xưng là Quỷ Cốc Tử. Hằng ngày ông đều đọc sách, đả tọa và trầm tư suy ngẫm trên núi. Ông không lai vãng giao du với con người thế gian, sống một cuộc đời cách biệt hẳn với thế tục. Cả đời Quỷ Cốc Tử chỉ xuống núi đúng một lần, thu nhận 4 đồ đệ là Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi. 4 người này trước khi vào núi chỉ là vô danh tiểu tốt, sau khi xuống núi ai nấy đều hiển lộ tài năng dị thường, lưu danh thiên cổ. Họ đã áp dụng binh pháp thao lược và tung hoành biện thuật do Quỷ Cốc Tử truyền thụ để vươn lên làm quan, làm tướng, các nước chư hầu, hô mưa gọi gió, khống chế cục diện chính trị thời loạn thế Chiến Quốc. Nhưng tất cả những điều này đều quy về công lao của Quỷ Cốc Tử. Chính ông là người đã ngôn truyền thân giáo, tức là dùng lời nói và chính bản thân truyền thụ dạy bảo cho các đồ đệ của mình. Điều này cho thấy Quỷ Cốc Tử có thể ví là kỳ tài của thời loạn. 5 đạo lý nhìn người dưới đây được Quỷ Cốc Tử lưu lại thật vô cùng sâu sắc. Phú khán kỳ sở vi, tức là xem những gì người đó làm khi giàu. Mặc dù con người trên thế giới này đều biết danh lợi là vật ngoại thân, nhưng lại có rất ít người có thể thoát khỏi cái bẫy này. Một đời đều vì danh lợi nhọc nhằn vất vả, thậm chí còn vì danh lợi mà coi rẻ mạng sống. Một người nếu không thể coi nhẹ danh lợi thì không thể giữ được tâm hồn thuần tịnh. Giống như chuyện, người đi tìm mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy ánh hào quang phát ra từ 4 phía nhưng vĩnh viễn không thể tìm được. Kết quả là chỉ nhìn thấy sự mệt mỏi và tiếc nuối. Kỳ thực, tĩnh tâm quan sát thế giới vật chất này, cho dù không cần vất vả theo đuổi thì mặt trời vẫn cứ chiếu rọi lên thân bạn. Thế nên, trên đời này, người có tiền thì rất nhiều, nhưng người biết sử dụng đồng tiền một cách khéo léo thì lại rất ít. Khi một người trở nên giàu có thì cần phải nhìn vào hành vi của anh ta, từ cách xử lý tài sản có thể nhìn ra được quan niệm giá trị của anh ta. Nói tóm lại là quân tử trượng nghĩa xem nhẹ tiền bạc, tiểu nhân xem tiền như mạng sống. Quẫn khánh kỳ sở bất vi, tức là xem những gì người đó không làm khi nghèo. Cổ nhân giảng, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Nghĩa là giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể lay chuyển, quyền uy không thể khuất phục. Có thể thấy từ xưa tới nay, tu dưỡng khí tiết là điều cổ nhân vô cùng coi trọng. Trong văn hóa truyền thống, hình tượng của tùng trúc mai là biểu tượng cho tiết tháo cao thượng. 3 loài cây này được gọi là tuế hàn tam hữu, 3 người bạn của giá lạnh. Mùa đông lạnh giá, cây cối héo rũ tiêu điều, nhưng tùng trúc vẫn hiên ngang, mai vẫn nở bất chấp sương gió. Bậc quân tử cũng như vậy, họ chính nghĩa, giữ vững khí tiết, không bị khuất phục hay lay chuyển trong nghịch cảnh. Người quân tử dẫu rơi vào bước đường cùng vẫn kiên trì nguyên tắc làm người, kẻ tiểu nhân hễ gặp lợi ích liền làm điều sằng bậy. Càng là ở vào hoàn cảnh khó khăn cực điểm, càng có thể nhìn thấu phẩm chất của một người. Rất nhiều người khi túng quẫn thì thường quên mất nguyên tắc của mình. Nếu những người này có thể kiên trì giữ vững chuẩn mực của bản thân thì sẽ không có nhiều tham quan, đạo tặc, cướp bóc như ngày nay. Cư khán kỳ sở thân, tức là xem người đó thân với ai trong cuộc sống. Sự ảnh hưởng của môi trường đối với một người là rất lớn. Tục ngữ nói rất hay, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Môi trường tốt sẽ làm con người phát triển theo hướng tốt, còn môi trường không tốt sẽ khiến con người từng bước đi xuống. Có thể tham khảo 8 kiểu người nên kết giao và 9 kiểu người nên tránh xa như sau. Nên kết bạn với người hơn mình, kết bạn với người đức hạnh, kết bạn với người lý thú, kết giao với người nhận phần thiệt về mình, kết bạn với người nói thẳng, kết bạn với người chí hướng rộng lớn, kết giao với người hay giúp đỡ người khác, kết bạn với người biết cảm thông lượng thứ. Không nên kết giao với người không đồng chí hướng, không giao du với người a dua su nịnh, không kết giao với người đảo ngược ân oán, không giao du với người bất hiếu, không giao du với người bảo thủ, không giao du với người dậu đổ bìm leo,
không giao du với người đoạt lợi của người khác, không giao du với người ngạo mạn khinh người, không giao du với người không có tính cách. Ở đây là nói đến phong cách hay là quan điểm riêng. Nói sao nghe vậy, bắt chước y chang, giao du với họ sẽ khiến ý chí của mình biến thành bạc nhược, nước chảy bèo trôi. Cho nên, nếu muốn nhận biết một người thì phải xem người đó ở bên cạnh ai và thường xuyên qua lại thân thiết với ai. Ngược lại, nếu người mà anh ta tiến cử lên lại là một người không chuyên tâm vào công việc, chuyên môn của mình, suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi, thì chứng tỏ anh ta không phải là người công bằng và biết nhìn người. Phú khán kỳ sở hiếu. Xem những hành động hiếu thảo của người đó khi giàu có. Muốn đánh giá nhân cách một người nên nhìn vào sự hiếu hạnh của họ đầu tiên. Vì nếu một người mà ngay cả những người đã cất công nuôi dạy yêu thương họ, thế nhưng người đó cũng không chịu báo đáp kính trọng, thì dù có tài giỏi đến đâu, giàu có đến đâu cũng đều tan biến theo mây khói, vì vốn dĩ chẳng có phước phần để hưởng. Muốn sống tử tế, rèn luyện tài năng và đức hạnh thì điều đầu tiên cần làm chính là làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình. Một người biết sống hiếu kính với bậc sinh thành thì trời đất tự khắc cảm thấy hài hòa, phúc khí cao dày, làm điều gì cũng sẽ dần dần mà thành toại. Còn nếu một người dù sinh ra nhà cao cửa rộng sẵn có, lụa là chất đầy, học cao tài giỏi nhưng lại không biết chăm lo phụng dưỡng cha mẹ thì sớm muộn tất cả mọi thứ kia cũng sẽ như công đức của người đó mà đổ sông đổ biển. Bởi trời đất không thể dễ dung tha với tư cách để hưởng những điều đó cũng không còn, vậy kết giao chỉ thêm hại thân mà thôi. Quý khán kỳ, sở cử, tức là xem những người đó tiến cử khi cao quý. Khi một người được lên làm quan lớn có quyền lực trong tay thì phải nhìn xem anh ta tiến cử người nào. Nếu như những người được anh ta tiến cử đều là những người có tài năng thì chứng tỏ anh ta là một người công bằng chính trực. Khi đệ tử hỏi Khổng Tử thế nào là một người có trí tuệ, ông liền đáp: người có trí tuệ là người hiểu được người khác. Biết người là cơ sở để đối nhân xử thế, đồng thời cũng là một kiến thức vô cùng uyên thâm mà một người có thể đạt được. Khổng Tử từng nói, lòng người nham hiểm hơn cả núi sông, khó đoán hơn cả trời cao. Điều đó cho thấy muốn nhìn thấu một con người không phải là một điều dễ dàng. Cho dù đó là đối phó với một cá nhân riêng biệt hay điều hành một đất nước với hàng vạn dân, kỹ năng thấu hiểu con người cũng vô cùng quan trọng. Tuy khó, nhưng Khổng Tử lại có những bí quyết giúp chúng ta nhìn thấu được lòng người. Quy tắc này được tóm gọn vỏn vẹn trong ba chữ thị quan sát, bắt nguồn từ câu nói thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an. Tạm dịch, muốn thấu hiểu một người trước hết phải xem mục đích việc người đó làm, thứ hai là phải xem việc và cách thức người đó làm, thứ ba là xem việc gì khiến người đó vui vẻ, hạnh phúc. Trong cuộc sống ta có thể bắt đầu từ những khía cạnh sau. Trước tiên, quan sát và lắng nghe những gì người đó nói. Khổng Tử lý giải bằng câu nói, không biết lời thì không thể biết người. Ông cho rằng những người cứng rắn giản dị ít nói sẽ là người mạnh mẽ, kiên trung, mộc mạc, sống có tình nghĩa và thân thiện. Ông cũng đưa ra cảnh báo rằng những người ăn nói khéo léo, lươn lẹo là những người thiếu đạo đức. Ngoài ra Khổng Tử còn lên án những người nói lời đao to, búa lớn, thực chất lại là thùng rỗng kêu to. Thứ hai, quan sát hành vi của người đó. Mặc dù lời ăn tiếng nói của một người có thể dùng làm tiêu chuẩn để đọc vị người khác trong hầu hết các trường hợp, tuy nhiên Khổng Tử cũng bổ sung rằng người quân tử không cất nhắc người căn cứ vào lời nói, không bỏ lời nói căn cứ vào người. Có nghĩa là lời nói và hành động lúc nào cũng phải đi liền nhau, ta không thể quan sát chỉ dựa trên một khía cạnh duy nhất. Thứ ba, quan sát người đó khi họ gặp những khó khăn hay thất bại trong cuộc đời. Khổng Tử viết, ở nơi có nhân đức là tốt đẹp, sống nơi thiếu nhân đức, sao gọi là hiểu biết? Muốn quan sát một người, không nên chỉ nhìn vào công lao, thành tựu của người đó, mà còn phải nhìn vào những lỗi lầm của người đó. Từ những sai lầm của một người, chúng ta có thể thấy được sức nặng của lòng nhân từ trong trái tim người đó. Ngoài ra, bằng cách quan sát thái độ của một người đối với lỗi lầm, ta cũng có thể biết được nhân phẩm của họ. Một người quân tử là người hiểu rõ về bản thân và có khả năng tự kiểm điểm sửa chữa lỗi lầm của mình. Thứ tư, quan sát những gì mọi người nói về họ. Phải lắng nghe cả những lời vu khống hay khen ngợi khác nhau của mọi người, xem xét kỹ lưỡng lý do tại sao người này lại bị mọi người ghét bỏ hay ngợi ca. Sự minh tuệ của Khổng Tử được khắc họa rõ nét qua cách ông nhìn người khác. Ông quan sát kỹ từng việc nhỏ đến việc lớn từ mọi góc độ khác nhau, qua đó cho ra một cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ nhất về một con người.
quý vị thân mến, năm cách nhìn người của Quỷ Cốc Tử vừa giản dị lại hàm chứa đạo lý làm người sâu xa. Bởi vậy, cần chúng ta bình tĩnh mà quan sát và suy ngẫm, qua đó cũng rút ra bài học ý nghĩa cho chính mình. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dài đằng đẵng, những lời dạy của bậc cao nhân kỳ tài Quỷ Cốc tiên sinh vẫn còn vô cùng ý nghĩa đối với thế nhân.